Cô muốn chào tất cả các em học sinh khối lớp 8 trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục ôn tập học kỳ 1 các em nhé. Trước tiên cô sẽ trao đổi với các em một số thắc mắc. Có bạn hỏi, cô cho con hỏi một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 22,4 lít hay 24,79 lít vậy cô? Đây là một câu hỏi rất hay, chứng tỏ các em tham khảo sách giáo khoa và chú ý nghe cô giảng thật là kỹ. Bây giờ cô sẽ giải thích các em nhé. Các em xem sách giáo khoa trang 64. Ở điều kiện tiêu chuẩn, một mol khí chiếm thể tích là 22,4 lít. Tuy nhiên hiện nay, chương trình giáo dục 2018 lớp 6 đang thực hiện và đến lớp 10 các em sẽ học thì một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn, tức là nhiệt độ 0 độ C và áp suất là 1 bar, thì chiếm thể tích là 24,79 lít. Nên các em theo học chương trình 2018 cho thống nhất. Như vậy, từ giờ trở đi, phần trong sách giáo khoa ghi một mol là 22,4 lít. Các em sẽ dùng bút dạ dạ lại và các em sẽ sửa là 24,79 cho nó thống nhất. Cũng như đầu năm, khi các em học phần ký hiệu hóa học trang 42, thì cô đã giới thiệu với các em bảng 1 ký hiệu hóa học của một số nguyên tố. Toàn bộ tên các nguyên tố chúng ta sẽ dùng bằng tiếng Latin hết. Cũng như sang học kỳ 2, các từ ngữ như axit, base trong sách giáo khoa thì sẽ được đổi là acid base. Thì khi đó, tới phần đó các em sẽ dùng bút dạ dạ những từ ngữ đó để các em nhớ các em nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu 21. Công thức hóa học của chất copper 2 sulfate gồm một nguyên tử copper liên kết với một nguyên tử sulfur và bốn nguyên tử oxygen trong một phân tử là, người ta cho mình bốn dữ kiện A, B, C, D. Vậy thì các em chú ý, trong một phân tử, một nguyên tử copper chúng ta viết là CO, một nguyên tử sulfur chúng ta viết là H. Riêng bốn nguyên tử oxygen thì chúng ta chú ý, khi mà bốn nguyên tử oxygen riêng rẽ thì chúng ta mới viết 4O. Nhưng trong cái hợp chất thì chúng ta sẽ viết là O4. Như vậy 4O là sai. Do đó cái hợp chất chính xác là COSO4. Do đó chúng ta chọn phương án D. Câu 22. Công thức hóa học cho biết A. Nguyên tố tạo ra chất, B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố, C. Phân tử khối của chất. Do đó chúng ta sẽ chọn cả 3 ý trên. Câu 23. Nguyên tố X có hóa trị là 3. Công thức hóa học của X với oxygen là, người ta cho 4 phương án. Thì chúng ta thấy công thức hóa học của X với oxygen thì là XXOE. Bây giờ X hóa trị 3, O tức là oxygen hóa trị là 2. Vậy thì chúng ta sẽ trao đổi hóa trị cho chỉ số số 3 mình thay cho vị trí của Y, 2 La Mã thay cho chữ X. Nhưng mà đây là vị trí chỉ số thì phải là chữ số thường, do đó chúng ta chuyển sang chữ số thường. Như vậy công thức đúng là X2O3, chúng ta chọn C. Câu 24. Một oxide của chromium Cr2O3, hợp chất trong đó chromium có hóa trị tương ứng là, người ta cho mình 4 phương án. Vậy thì bây giờ chúng ta xem Cr2O3 thì hóa trị chúng ta sẽ chuyển lên vị trí ở phía trên, số 2 này đưa lên. Nhưng mà hóa trị thì chữ số La Mã, do đó chúng ta phải đổi số La Mã. Số 3 chúng ta thế hóa trị của chromium. Như vậy thì 3 này chúng ta đổi sang 3 La Mã, tức là chromium hóa trị là 3. Như vậy trong cái hợp chất
CRSO4. Chúng ta phải chú ý mở ngoặc, đóng ngoặc. Chromium hóa trị 3, nhóm SO4 hóa trị 2. Số 3 này đưa qua đây, chúng ta chuyển sang như vậy, chất chính xác là CR2O3. Do đó chúng ta chọn B. Câu 25. Thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố copper và oxygen trong hợp chất copper 2 oxide lần lượt là, người ta cho 4 phương án, vậy thì chúng ta tìm M lớn của CuO là 80 gram trên mol. Thì trong một mol CuO có một mol nguyên tử Cu và một mol nguyên tử O. Như vậy chúng ta thành phần phần trăm M của Cu là lấy MCO nhân 100% chia M lớn của CuO, tức là bạn 80%. Nếu các em đã chắc chắn mình đúng rồi thì phần trăm MO chúng ta lấy 100% trừ phần trăm của MCO, tại vì hợp chất này có hai nguyên tố thôi. Như vậy là 20%, chúng ta sẽ chọn phương án C. Câu 26. Hợp chất X với nhóm PO4, nhóm PO4 có hóa trị là 3. Như vậy X là hóa trị là 3. Y với H mà H3Y, như vậy là Y hóa trị là 3. Vậy hợp chất XY mà X hóa trị 3, Y hóa trị 3, chúng ta trao đổi hóa trị. Và vị trí này là chỉ số, do đó chúng ta chuyển sang chữ số thường. Và các em thấy số 3 là chưa có tối giản thì chúng ta chia cho 3. Để tối giản là X1, Y1, mà số 1 thì chúng ta không ghi, do đó chúng ta chọn phương án A. Nhớ trong hóa số 1 không ghi nhé các em. Ngoại trừ nguyên tử khối của hydrogen hoặc là hóa trị 1 thì chúng ta mới ghi, còn cái chỉ số số 1 không ghi. Câu 27, biến đổi nào là biến đổi hóa học trong các biến đổi sau? Vậy thì chúng ta phân tích biến đổi nào vật lý, biến đổi nào hóa học. A. Sáng sớm khi mặt trời mọc, sương mù tan dần, đây là biến đổi vật lý. B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống, tạo ra mưa. Tạo ra mưa, ở đây dư chữ T. Đây là biến đổi vật lý. Khi mưa dông thường có hình ảnh cầu vồng, đây là biến đổi vật lý. Nạn cháy rừng tạo ra khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường, thì đây là biến đổi hóa học, có sinh ra chất mới, cây cối bị cháy. Như vậy chúng ta chọn phương án D. Câu 28. Trong số các quá trình và sự việc dưới đây, đâu là biến đổi vật lý? Một, hòa tan muối ăn vào nước được dung dịch muối ăn, đúng. Hai, rượu để lâu ngày trong không khí thường bị chua, sinh ra chất khác, cho nên không phải là biến đổi vật lý. Cồn để trong lọ không kính bay hơi, thay đổi trạng thái. Nước bị đóng băng ở hai cực trái đất, thay đổi trạng thái. Cho vôi sống hòa tan vào nước thì sinh ra chất mới như hóa học. Trứng gà để lâu ngày bị thối, sinh ra chất mới, hiện tượng hóa học. Vậy thì quá trình mà là biến đổi vật lý là 1, 3, 4. Do đó chúng ta chọn Câu 29. Dấu hiệu nào giúp chúng ta khẳng định có phản ứng hóa học xảy ra? A. Có chất kết tủa, có chất mới, có chất khí thoát ra,
có chất mới. C, có thay đổi màu sắc, có chất mới. Như vậy, trường hợp nào cũng được, chúng ta chọn D. Câu 30, định luật bảo toàn khối lượng cho biết. A, trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng nửa tổng. B, trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng. C, trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng 2 lần tổng. Vậy thì ý nào chính xác các em? Bằng mới là chính xác, cho nên chúng ta chọn B. Chúng ta chuyển sang câu 31. Đốt cháy 44 gram khí C3H8 cần dùng 160 khí oxygen để tạo ra 72 gram hơi nước và khí CO2. Tính khối lượng khí CO2 sinh ra, người ta cho mình 4 giá trị. Vậy thì đầu tiên chúng ta viết sơ đồ của cái phản ứng. Và theo định luật bảo toàn khối lượng thì tổng khối lượng các chất tham gia bằng tổng khối lượng các sản phẩm. Do đó chúng ta thế số vô. Như vậy chúng ta cần tìm MCO2. Vậy MCO2 bằng 44 cộng 160 trừ 72 là bằng 132 gram. Do đó chúng ta chọn B. Câu 33, cho phương trình hóa học Fe cộng Cl2 tạo thành FeCl3, hãy cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất. Vậy thì bây giờ chúng ta viết cái phương trình. Bây giờ bạn nào chưa rành thì cô hướng dẫn lại các em quan sát. Bây giờ ở đây chúng ta thấy có hai nguyên tử chlorine ở bên trái, bên phải có 3 nguyên tử chlorine. Vậy chúng ta tìm bội chung bé nhất 2 x 3 bằng 6. Như vậy muốn tìm cái hệ số của cái chất Cl2, chúng ta lấy 6 chia 2 bằng 3. Muốn tìm hệ số của cái chất FeCl3, chúng ta lấy 6 chia 3 bằng 2. Vậy thì bây giờ ở đây có hai nguyên tử Fe, do đó ở bên trái Fe chúng ta thêm số 2. Như vậy tỷ lệ là cái hệ số mình vừa cân là 2, 3, 2, do đó chúng ta chọn D. Bạn nào chưa rành thì sau này các em mở video, các em xem lại đoạn này tua đi tua lại nhiều lần các em nhé. Chúng ta sang câu 33, cho phương trình hóa học. Hãy cho biết tổng hệ số tỷ lệ phản ứng. Khi nãy mình cân bằng, bây giờ sau khi cân xong chúng ta phải cộng hết các con số mà hệ số mình vừa cân. Một tí nữa, sang câu 52, cô sẽ mở rộng giới thiệu thêm cho các em một số phương trình. Bây giờ ở đây nguyên tắc cân, cân kim loại trước, do đó là Fe. Bên trái một nguyên tử Fe, bên phải một nguyên tử Fe. Tới phi kim, bên trái một nguyên tử Cl, tức là chlorine, bên phải ba nguyên tử chlorine. Ở đây số 3, do đó bên trái chúng ta phải cân hệ số 3. Bây giờ tới hydrogen thì chúng ta thấy bên trái chất thứ nhất có 3 nguyên tử hydrogen, chất thứ hai có 3 nguyên tử hydrogen. Vậy thì hai chất này chúng ta cộng lại là 6 nguyên tử hydrogen. Bên phải chất nước có 2 nguyên tử hydrogen, cho nên 6 chia 2 bằng 3. Bây giờ ở đây có 3 nguyên tử oxygen, bên phải chất nước có 3 nguyên tử oxygen, như vậy bằng. Vậy thì số 8 như thế nào? Chúng ta lấy hệ số ở vị trí thứ nhất là 3, ở đây không có số mấy, nghĩa là số 1 là 4. Ở đây cộng 1 là 5, ở đây cộng 3 là 8, do đó chúng ta sẽ chọn 8.
tổng hệ số. Câu 34. Công thức hóa học của aluminium sulfate là Al2SO4 3 lần. Vậy thì trong một phân tử aluminium sulfate có, bây giờ chúng ta thấy Al2 tức là có hai nguyên tử aluminium. Như vậy chúng ta thấy phương án nào cũng có hai hết. Ở đây số 3 của sulfate. Như vậy ba nguyên tử sulfate, như vậy chúng ta loại cái phương án A. Oxygen thì chúng ta thấy 4 và 3 nhóm, như vậy bạn nào 4 cộng 3 bằng 7 là sai, mà 4 nhân 3 bằng 12 nguyên tử oxygen. Do đó chúng ta phải chọn phương án C. Câu 35. Từ hóa trị của nguyên tố hydrogen, hóa trị 1 và oxygen hóa trị 2 mà em đã biết, hãy xác định hóa trị của các nguyên tố còn lại trong dãy hợp chất sau. Do đó các em phải học thuộc ký hiệu hóa học của các nguyên tố và của nhóm nguyên tử để mình thực hiện các câu trả lời trắc nghiệm theo hóa trị. Bây giờ ở chất thứ nhất, oxygen hóa trị 2, 2 ở đây chỉ số của phosphorus đưa qua, vậy thì ở đây số 3 chỉ số của oxygen. Vậy thì phosphorus ở chất thứ nhất hóa trị là 3. Chất thứ hai, hydrogen hóa trị là 1. Vậy thì số 3 chỉ số của hydrogen đưa lên hóa trị của phosphorus là 3. Chất thứ ba, oxygen hóa trị là 2, thì chúng ta lấy 2 nhân 2, lấy 2 chỉ số nhân 2 hóa trị, 2 nhân 2 là 4. Hydrogen hóa trị 1, 1 ở đây đưa qua 2, đưa qua hóa trị của sulfur. Như vậy hóa trị của các nguyên tố là 3, 3, 4, 2. Chúng ta sẽ chọn B. Câu 36. Ở dạng khí, chlorine có màu vàng lục nhạt, có mùi hắc khó ngửi. Ở thượng tầng khí quyển, chlorine có trong phân tử GFC liên quan đến việc phá hủy tầng ozone. Ở dạng nguyên tố, trong điều kiện chuẩn, nó là một chất oxy hóa mạnh được sử dụng làm chất tẩy trắng, khử trùng trong các bể bơi và là thuốc thử cần thiết trong ngành công nghiệp hóa chất. Các nhà máy xử lý nước và cung cấp nước sạch sử dụng chlorine để khử trùng nguồn cấp nước. Lý do là khi lượng chlorine tồn tại trong nước, nó có tác dụng ngăn ngừa sự tái nhiễm của vi khuẩn trong quá trình phân phối, vận chuyển và trữ nước tới từng hộ gia đình. Khí chlorine nặng hay nhẹ hơn không khí? Vậy thì câu này người ta giới thiệu về chlorine, sau đó người ta hỏi khí chlorine nặng hay nhẹ hơn không khí, tức là chúng ta sẽ tìm tỷ khối của chlorine so với không khí. MCl2 chia 29, Cl clo là 35,5 nhân 2 bằng 29. Các em chú ý, trong đề bài nếu người ta không cho nguyên tử khối là các em chú ý mình chuẩn bị sách giáo khoa trang 42 để xem. Còn theo quy định trong đề bài sẽ phải có cho giá trị nguyên tử khối các em nhé. Như vậy kết quả là 2,45 lớn hơn 1, do đó chlorine nặng hơn không khí. Vậy chúng ta chọn phương án A. Chuyển sang câu tiếp theo thì trước tiên chúng ta tập tính phân tử khối của AlHSO4 3 lần trước. Al27, H là 1 và nhân 3, S là 32 nhân 3.
Oxygen nhân 4 nhân 3 là 12. Như vậy, phân tử khối của các chất này chúng ta nhớ 318. Để chúng ta chuyển sang câu 37. Từ công thức hóa học của aluminium hydrogen sulfate AlHSO4 3 lần cho biết do bốn nguyên tố aluminium hydrogen sulfur và oxygen tạo nên. Vậy thì ý này trúng. Ý thứ hai, khi nãy chúng ta đã nhớ rồi, 4 nhân 3 chứ không được cộng, do đó chúng ta chọn 12 nguyên tử oxygen. Do đó câu 2 có một nguyên tử Al, 3 nguyên tử H, 3 nguyên tử S, 7 nguyên tử O trong một phân tử là sai. Mà chúng ta phải chọn 12 nguyên tử O oxygen mới đúng. Và phân tử khối khi nãy mình tính là 318. Do đó 342 là sai. Vậy thì phương án 1, 3, 4 chúng ta chọn phương án C. Câu 38. Tính khối lượng bằng đơn vị carbon của hai phân tử magnesium hydrogen carbonate. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm một phân tử MgHCO3 hai lần trước. Mg là 24, H là 1 nhân 2, C là 12 nhân 2, O là 16 nhân 3 nhân 2. Do đó, tổng cộng là 146, mà người ta biểu mình tính hai phân tử, do đó chúng ta 2 nhân. Như vậy 2 nhân 146 là 292, do đó chúng ta chọn phương án C. Câu 39. Hơn 50% số người hút thuốc lá thường xuyên sẽ bị chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong khói thuốc lá có hơn 7.000 chất hóa học, gồm 100 chất là tác nhân gây bệnh ung thư. Đặc biệt trong thuốc lá có chất hóa học nicotine. Chất này rất dễ gây nghiện và gây các bệnh về đường hô hấp. Phân tích chất nicotine cho biết chất này gồm các nguyên tố carbon, hydrogen, nitrogen. Vậy nicotine là 3 nguyên tố, do đó nó là hợp chất. Câu 40. Cho các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết sai các em nhé. Vậy thì bây giờ các em chú ý, chất rắn phân tử có một nguyên tử, do đó CuKPFe là viết trúng. Chất khí phân tử có hai nguyên tử O2H2N2Cl2, vậy thì ở đây Cl thì chất này sai. Câu 41, cho phương trình hóa học. Hãy cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất. Tức là chúng ta sẽ cân. Đây là phương trình rất là dễ để cho những bạn nào chưa rành cân bằng hoàn thành phương trình chúng ta chú ý. Bây giờ ở đây, bên trái có hai nguyên tử oxygen 2O. Bên phải chỉ có một nguyên tử O oxygen. Do đó 2 lần 1 là 2. Vậy thì chúng ta muốn tìm cái hệ số ở chỗ vị trí O2, chúng ta 2 chia 2 bằng 1, số 1 không ghi. Muốn tìm hệ số ở vị trí CuO thì chúng ta 2 chia 1 bằng 2. Vậy thì ở đây có hai nguyên tử Cu, hai nguyên tử copper, vậy ở đây có 1, chúng ta cân số 2. Vậy hệ số là 2. Không có số mấy nghĩa là số 1, tức là 2, 1, 2 các em nhé. Cô hướng dẫn như vậy là rất là kỹ. Các em có thể tua đi tua lại để xem. Câu 42. Cho phương trình hóa học, hãy cho biết tổng hệ số tỷ lệ của các chất. Bây giờ chúng ta
quan sát chúng ta cân cái nguyên tố mà lệch nhiều hơn trước, tức là ở đây là hai nguyên tử O oxygen. Trong chất Al2O3 có 3 nguyên tử O oxygen. Vậy bội chung bé nhất 2 x 3 bằng 6. Muốn tìm hệ số của O 2, chúng ta 6 chia 2 bằng 3. Muốn tìm hệ số của cái chất Al2O3, 6 chia 3 bằng 2. Như vậy ở đây cái chất Al2O3 có 2 phân tử. Trong chất Al2O3 có 2 nguyên tử Al. Vậy thì cái số nguyên tử Al là 2 x 2 bằng 4. Như vậy tổng hệ số là chúng ta lấy 4 cộng 3 là 7 cộng 2 là 9. Do đó chúng ta chọn D. Câu 43. Hãy chọn công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong phương trình hóa học sau. Ở đề cho dấu hỏi, ở đây cô dấu chấm chấm cho các em dễ nhìn. Bây giờ các em thấy bên trái có nguyên tử Cu copper, bên phải có nguyên tử Cu copper. Bên phải có nguyên tử O. Nhưng mà O khi mà đứng một mình thì phải viết là O2. Khi nãy chúng ta thấy là chất khí phân tử có hai nguyên tử. Do đó ở vị trí này phải là O2. Bạn nào viết O là sai. Do đó chúng ta chọn B. Bài này đã bằng rồi nhé. Hai nguyên tử oxygen thì đây có một, hệ số 2. Hai nguyên tử Cu, ở đây hai nguyên tử Cu. Do đó nếu mà bạn nào chọn phương án C là sai, tại vì cái hệ số ở đây là số 1. Chúng ta chuyển sang câu 44. Cũng tương tự như vậy, nhưng mà người ta hỏi cái chất thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta quan sát. Bên trái có nguyên tử oxygen, bên phải có nguyên tử oxygen. Vậy thì bên phải có nguyên tử Cu thì bên trái phải thêm nguyên tử Cu. Mà chất rắn phân tử có một nguyên tử, do đó không thêm số 2 ở đây được. Vậy thì chúng ta cân bằng. Ở đây có hai nguyên tử Cu mà ở đây có một, chúng ta phải cân số 2. Vậy thì nguyên một cái bộ mình thêm vô là 2 Cu. Do đó bạn nào chọn A là chưa chính xác, phải chọn là C. Câu 45. Tương tự như câu 44. Cô cho hai bài đứng cạnh nhau để các em dễ quan sát. Bên trái có nguyên tử phosphorus, bên phải có nguyên tử phosphorus. Bên phải có nguyên tử oxygen, vậy thì bên trái phải có nguyên tử oxygen. Nhưng mà oxygen thì phải viết là O2. Do đó ở đây là O2. Nhưng mà bài này O2 không chưa đủ, chưa bằng, do đó chúng ta phải cân. Mình thấy bên trái là 4 nguyên tử phosphorus, bên phải 2 x 2 là 4, là phosphorus bằng rồi. Nhưng mà oxygen bên trái 2 nguyên tử, bên phải 5 nguyên tử. Vậy thì chúng ta lấy 2 x 5 thì tất cả bên phải là 10 nguyên tử oxygen. Bên trái chỉ có 2 nguyên tử, do đó muốn bằng để thêm hệ số thì chúng ta lấy 10 chia cho 2 thì sẽ bằng 5. Do đó ở vị trí này chúng ta thêm số 5. Vậy thì cái phương án mà mình chọn là 5O2, do đó chúng ta chọn D. Ở đây cả 4 phương án đều có O2 hết, do đó là hơn nhau ở cái hệ số cân bằng. Ở đây mình cân được là 5O2. 46. Biến đổi nào là biến đổi vật lý trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây?
Vậy thì chúng ta thấy A, sắp phơ cháy trong không khí sinh ra chất khí có mùi H, sinh ra chất mới là biến đổi hóa học. B, đường phân hủy thành nước và than, sinh ra chất mới hóa học. C, khi mưa dông thường xảy ra cầu vồng là hiện tượng vật lý. D, nạn cháy rừng tạo ra khói đen dày đặc là hiện tượng biến đổi hóa học. Do đó, biến đổi vật lý là biến đổi C. Các em chú ý là chúng ta sẽ dùng biến đổi vật lý, biến đổi hóa học theo chương trình sách giáo khoa 2018 mới các em nhé. Còn trong sách ghi hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học thì các em lấy bút dạ dạng những phần đó. Chúng ta chuyển sang câu 47. Khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bếp. Thì đây là hiện tượng vật lý, tại vì nến chảy lỏng từ rắn chuyển sang lỏng. Bây giờ nến lỏng chuyển thành hơi cũng thay đổi trạng thái, do đó đây là biến đổi vật lý. Hơi nến cháy tạo ra khí carbon dioxide. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước, thì đây là biến đổi hóa học. Vậy thì ở đây có hai biến đổi vật lý và một biến đổi hóa học. Do đó chúng ta chọn B. Câu 48. Cho các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng? Các em chú ý nha, câu hỏi này người ta hỏi viết đúng chứ không hỏi viết sai. Bây giờ chúng ta thấy chất khí phân tử có hai nguyên tử như vậy, O2, H2, N2, CL2. Do đó ở đây phương án D ghi là CL, do đó chúng ta loại phương án D. Bây giờ A, B, C chất tham gia đúng rồi, chúng ta kiểm tra sản phẩm. Chất thứ nhất K hóa trị 1, CL hóa trị 1, như vậy 1:1 trao đổi. Như vậy chất thứ nhất trúng. Bây giờ chất thứ hai chúng ta kiểm tra xem. K hóa trị 1, CL hóa trị 1 mà ở đây đưa qua đây số 2, như vậy chất này không trúng. Chất thứ ba Fe cộng CL2 thì sản phẩm quy định Fe hóa trị 3, CL hóa trị 1, vậy thì ở đây phải đưa qua số 3, ở đây không có số, như vậy là sai. Do đó chúng ta chọn phương án A. Câu 49. Cho 56 gram iron tác dụng với 73 gram hydrochloric acid để tạo ra 127 gram iron 2 chloride và khí hydrogen. Khối lượng khí hydrogen sinh ra là, câu này là theo định luật bảo toàn khối lượng. Do đó chúng ta thế số vô. Muốn tìm MH2 thì lấy 56 cộng 73 trừ 127, như vậy ra là 2 gram. Do đó chúng ta chọn phương án A. Câu 50. Hãy chọn công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi. Bây giờ các em chú ý, dấu chấm hỏi ở đây cô sẽ đặt là dấu 3 chấm để cho các em dễ hình dung. Vậy thì bây giờ các em phân tích. Ở đây NO3 Ca đưa qua. Vậy thì còn chúng ta chú ý hóa trị là Ca hóa trị 2 đưa qua chỉ số. Vậy thì còn lại là H và O. Thì H O thì người ta phải viết là H2O, đây là chất nước. Như vậy cái chất thêm vào là nước. Ở đây chúng ta cân bằng hai nhóm NO3. Do đó chúng ta ở đây cái chất cần điền vào là chất nước. Cô mở rộng thêm câu 51. Cho 5,6 gram iron tác dụng với hydrochloric acid tạo thành iron 2 chloride và khí hydrogen. Khối lượng khí hydrogen sinh ra là,
Người ta cho 4 phương án. Đây là bài tính theo phương trình. Do đó, nếu như người ta không cho mình phương trình thì mình phải tự viết phương trình và cân. Còn bài này người ta cho mình sẵn phương trình thì chúng ta điền hệ số. Số 1, số 2, số 1, số 1. Và trong phương trình thì chúng ta tính đơn vị là mol. Vậy đề cho 5,6 gram iron, chúng ta sẽ tìm số mol Fe iron. N bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ đề cho 5,6, M lớn của Fe là 56. Do đó số mol là 0,1 mol. Có số mol của Fe, chúng ta sẽ điền vào vị trí của Fe. Và chúng ta nhân chéo chia ngang 0,1, đang tìm hydrogen thì 0,1 nhân 1 và chia 1, chúng ta không quan tâm tới hai cái chất chính giữa. 0,1 nhân 1 là 0,1 chia 1 là được 0,1. Do đó ở đây chúng ta sẽ điền vị trí là 0,1. Có số mol hydrogen, chúng ta sẽ tìm khối lượng hydrogen là bằng công thức M nhỏ nhân M lớn là 0,2. Do đó chúng ta chọn phương án A. Nếu đề người ta yêu cầu mình tìm thể tích thì V nhân 24,79 bằng 2,479 lít, thì chúng ta đề cho thể tích thì chúng ta chọn phương án nào? 2,479 lít chúng ta sẽ chọn. Mở rộng thêm các em một số phương trình hóa học để cân bằng. Các em tự cân bằng chứ nào. Bây giờ cô sửa bài nha. Phương trình A, chúng ta thấy bên trái có một nguyên tử Cu kim loại, bên phải có một nguyên tử Cu, bên phải có hai nguyên tử Cl tức là chlorine, thì chúng ta cân ở đây vị số 2. Sau đó thì phát sinh là hai nguyên tử hydrogen, ở đây có hai nguyên tử hydrogen, một nguyên tử oxygen, một nguyên tử oxygen bằng. Phương trình B, bên trái có hai nguyên tử Al, bên phải có hai nguyên tử Al, bên phải có ba nhóm SO4, vậy thì ở đây bên trái có một nhóm SO4, chúng ta phải cân số 3. Hydrogen 3 lần 2 là 6, ở đây có 2, do đó chúng ta phải cân số 3. 3 oxygen, ở đây 3 oxygen bằng. C, bên trái có hai nguyên tử Fe iron, bên phải có hai nguyên tử Fe iron. Bên phải có ba nhóm SO4, bên trái có một nhóm, chúng ta cân bằng. 3 lần 2 là 6. Ở đây có 2 nhân 3 thành 6. Bên phải ba nguyên tử oxygen, bên trái ba nguyên tử oxygen. Còn oxygen này nó đã cái nhóm SO4 nãy chúng ta cân rồi. Bây giờ chúng ta phương trình D. Bên trái có một nguyên tử Fe, bên phải có hai nguyên tử Fe, do đó ở đây phải là số 2. Bên phải có ba nhóm SO4, bên trái có một nhóm SO4 thôi, chúng ta cân 3. Bây giờ chúng ta đếm, ở bên trái có 2 lần 3 là 6 nguyên tử hydrogen. Ở chất thứ hai, 3 lần 2 là 6 nguyên tử hydrogen. 6 cộng 6 là 12. Do đó, ở bên phải có 2 nguyên tử hydrogen, chúng ta nhân 6 để thành 12. Do đó các em chú ý ở đây phải là số 6. Các em tự luyện tập tiếp nha. Hướng dẫn về nhà. Các em xem lại các video ngày 22 tháng 10, 18 tháng 11, 20 tháng 12, 27 tháng 12. Học thuộc ký hiệu hóa học các nguyên tố, hóa trị, nguyên tố, hóa trị nhóm nguyên tử. Học thuộc các công thức tính M, N, V, D,
Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả tốt nhé. Mến chào các em.